trung tâm Hà Nội chưa đầy 30 km, làng Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai vẫn giữ được dáng vẻ của làng quê Việt Nam với những ngôi nhà, mái chùa cổ kính. Người dân nơi đây không chỉ giỏi làm nông nghiệp mà còn duy trì và phát triển mạnh ngành nghề làm mộc truyền thống. Nói đến làng mộc Ngọc Than thì nó có từ thế kỷ thứ 16. Bởi vì các cụ ngày xưa đã dựng lên cái đình này và giao cho bốn giáp là làm bốn mục thợ khác nhau. Trước kia đấy, thì làng Ngọc Than làm nghề mộc thì là còn đục đẽo theo kiểu thổ mộc, không có máy móc như hiện nay. Sau quá trình quá độ, cái nghề mộc đã có một thời gian phôi pha. Bởi vì thời gian đó cái kinh tế nó eo hẹp. Nhưng mãi tận đến năm 1978 bắt đầu nghề mộc lại bắt đầu phát triển. Các cụ có những câu thơ rất là hay. Thí dụ như mùa xuân thì các cụ đọc Xuân Nhị Mai Thiên Phô Thanh Bạch, Hạ Nhật Hồng Hoa Đấu Ảo Kỳ, Cúc Ngạo Thu Tình Hương Vạn Hồng, Tùng Lăng Đông Tuyết Ngọc Tiên Chi. Cho nên nó mang cả một cái tính chất, cái nghề mộc của làng Ngọc Than đã có từ ngày xưa. Là một người thợ không chỉ làm theo mẫu vẽ mà còn phải hiểu được ý nghĩa của từng sản phẩm. Từ thớ gỗ xù xì qua đôi bàn tay khéo léo của những người thợ đã trở nên có hồn và nghệ thuật hơn. Những cái chủ đề mà xưởng thường làm thì thứ nhất là được phân ra là theo cái yêu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể là đặt những cái sản phẩm theo cái ý tưởng mà khách hàng muốn chúng tôi thể hiện. Và một cái dòng sản phẩm khác đó là những cái dòng sản phẩm truyền thống dân gian. Và trên những bức tranh đấy thì mình lại có những cái điều chỉnh để nó phù hợp với lại cái ý tưởng của khách hàng. Chúng tôi quy định ra là 13 bước để có thể tạo ra một cái sản phẩm. Tất cả những cái sản phẩm đều được chế tác hoàn toàn bằng thủ công, handmade hết. Và cái độ độc bản ở trên từng sản phẩm. Mỗi một người chơi một bức tranh cùng một chủ đề nhưng không có một bức tranh nào giống nhau. Một cái dòng tranh dân gian nữa mà chúng tôi rất là tâm đắc và đã chế tác ra nhiều những cái tác phẩm cho những vị khách hàng, đó là một cái chủ đề là tranh cá chép trông trăng. Đấy là khi mà mình phiên âm theo cái âm tiếng Việt, bởi vì cơ bản thì đây là cái bộ tranh dân gian của tranh hàng trống. Trước đây thì các cụ ta là chỉ vẽ ở trên cái giấy gió thôi và treo ở trong nhà vào những dịp Tết. Thế nhưng mà ngày nay thì là chúng tôi đã chuyển thể nó lên trên cái bức tranh sản phẩm đó gỗ, và chúng tôi cảm thấy rất là yêu thích, mong muốn được khai thác, và khách hàng cũng là người cảm nhận được cái vẻ đẹp của bức tranh nhưng mà còn cảm nhận thêm cả những cái bài học nhân sinh mà các cụ để lại trên từng cái sản phẩm. Bằng cách làm thủ công, người dân nơi đây đã góp cho đời những sản phẩm nghệ thuật độc đáo. Vì vậy, các sản phẩm tranh gỗ được người dân khắp nơi tin dùng như một lời khẳng định cho sức sống của một làng nghề có truyền thống lâu đời.